chữ chậm rãi thôi. Chậm rãi. Đất sét tự khô của Nhật á, thì hôm nay mình sẽ làm mấy cái khay để đựng nhẫn, đựng vòng. Kiểu coi ở trên YouTube có thấy vậy này, mấy người mấy bạn ở bên hàng hay làm mấy cái đó nên cũng thử. Hay là đất sét tự khô. Còn cái này là cái keo để mà sau khi mình làm xong rồi thì mình phủ bên ngoài cho nó bóng bóng. Ok, bây giờ thử làm xem sao.
Thank you.